Đường Tam sao lại không bày ra vẻ yếu thế hơn đối thủ của mình? Hắn từ xưa không có khả năng đối kháng chính diện sao? Khi mà đối thủ phát động công kích mạnh nhất thường cũng là lúc lộ ra sơ hở. Xuyên qua đôi trọng trí, Đường Tam đã đến trước mặt mãnh ma yêu tộc. Mục tiêu chính là cổ họng yếu ớt nhất trên người của đối phương. Nhưng đúng lúc này, tên mãnh ma yêu tộc ưỡn người một cái, cơ ngực cường tráng nhô ra phía trước, ngăn cản thế tiến công của Đường Tam. Nó một cách khác, công kích của Đường Tam chỉ có thể rơi vào bộ ngực của hắn, không thể vượt qua để tấn công cổ hai mặt của hắn. Phương thức chiến đấu như vậy, Đường Tam thật sự rất ít thấy. Trong thời khắc không thể nào buông tha này, tay phải của Đường Tam đánh ra, vỗ một chưởng trên lồng ngực của tên mãnh mã yêu tộc. Phốc một tiếng vang nhỏ, Đường Tam mượn lực lượng nhảy ngược lại, thừa diêm thanh chỉ rơi xuống đất chưa bắn lên, trong nháy mắt trở về phòng ngự. Hắn nhảy lên trên cao theo hướng nghiêng, tránh được công kích ngược của đội trọng trí. Người xem chỉ thấy Đường Tam linh xảo tránh đi được đôi trì, sau khi va chạm với tên mãnh mã yêu tộc thì bắn ngược ra xa, thân hình khổng lồ của mãnh mã yêu tộc cũng theo đó rơi xuống đất, song phương tách ra. Đây là đang gãi ngứa sao? Ha ha ha, nhân loại yếu đuối này đang ngay cả vũ khí cũng không có, công kích trúng mục tiêu thì có lợi ích gì? Các loại âm thanh huyền áo vang lên liên tục trên khán đài, nhưng hai người đang thi đấu lại không thấy như vậy. Sự tình phát sinh trên đài thi đấu nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng từ khi đôi chủy phát ra sóng âm công kích thì chiến đấu đã chân chính bắt đầu. Tên mãnh ma yêu tộc dựa vào sóng âm trùng kích mà tạo cho mình một cơ hội, mà Đường Tam lại dựa vào từ cực ma đống tinh thần trùng kích để tranh thủ cho mình một chút thời gian, đồng thời mượn sư hổ kim cương chủ động cương ép tấn công, lúc này mới đánh trúng mục tiêu. Thân hình khôi vĩ cố nhiên là ưu điểm lớn nhất của tên mãnh ma yêu tộc, nhưng cũng vì vậy mà thiếu đi linh hoạt. Đường Tam chính là bắt lấy khuyết điểm này mới có thể mục kích trúng mục tiêu. Với thân thể của Đường Tam thì tất nhiên không thể nào để trọng trì của đối thủ đập trúng, mà trong tay của hắn không có vũ khí là vì tránh làm ảnh hưởng đến độ linh hoạt của bản thân. Nhưng đơn thuần chỉ dùng tay, công kích của Đường Tam có đủ mạnh không? Cảm thu của tên mãnh mã yêu tộc là sâu sắc nhất. Một trường nhìn rất nhẹ nhàng của Đường Tam đánh vào ngực của hắn. Vốn dĩ hắn còn thấy công kích này chẳng khác nào gãi ngứa cho hắn. Dù đối thủ là cường giả cấp độ yêu vương, chỉ cần không phải đặc biệt am hiểu công kích hay là cầm trong tay thần khí thì muốn làm hắn bị thương rất khó, huống chi đối thủ chỉ là một nhân loại nhỏ nhỏ. Nhưng mà sau khi Đường Tam trở về, hắn rơi xuống đất khi mà đang định tiếp tục công kích thì cảm giác được không đúng. Trong lồng ngực, trái tim đột nhiên bị vỡ nhịp, ngay sau đó lại cảm thấy bị bóp nghẹt. Tim là hạch tâm vận chuyển huyết mạch chi lực, nhưng lúc này đồng thời xuất hiện cảm giác nóng bỏng cùng với ẩm lạnh, ảnh hưởng đến quá trình đó. Hắn nào còn khả năng truy kích, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Cảm giác bùng nổ trong trái tim tấn công hắn một cách kỳ lạ. Sau đó cơ thể của hắn, nhất là trái tim truyền đến từng trận đau nhức, sắc mặt của hắn trở lên trên chóng bệch, màu ám kim ở trên người sau đó là mở đi rất nhiều. Làm sao có thể, tại sao lại như vậy, nhân loại này làm như thế nào? Trong mắt tiền mãnh mã yêu tộc tràn đầy kinh ngạc, mà lúc này đây Đường Tam cũng đang quan sát biến hóa của trên người mãnh mã yêu tộc. Nhìn thấy sắc mặt của đối phương thay đổi, khí tức trong nháy mắt suy sụp, hắn biết mình đã thành công. Một chưởng nhẹ nhàng kia dễ dàng ngăn cản được sao? Một chưởng đó có thể nói là ngừng tụ một thân lực lượng của Đường Tam. Trong một chưởng kia gồm 3 năng lực, Khổng Tức Biến, Sư Hổ Biến cùng với Lam Ngân Hoàng. Tác dụng của Sư Hổ Biến ở chỗ, Sư Hổ Kim Cường trong nháy mắt thôn phệ, làm giảm lực lượng phòng ngự siêu cường của hắn. Huyền Thiên Công cũng thôn phệ một bộ phận huyết mạch chi lực, làm phòng ngự ở ngực ở tên mãnh mã yêu tộc yếu bớt. Sau đó nhân cơ hội này, Khổng Tức Biến lực lượng không gian thi triển, đem công kích của Đường Tam truyền tống vào trong người tiền mãnh mã yêu tộc, mà Lam Ngân Hoàng thì phát ra hai cỗ khí tức chí dương chí cường cùng với chí âm chí nhu lúc trước hấp thu được từ núi Thiên Dương và núi Địa Âm. Hiện tại Lam Ngân Hoàng của Đường Tam đã không thành hình, bị thay thế bởi lạc ấn âm dương nhị khí, nhưng trong đó có khí tức của Lam Ngân Hoàng làm chất kết dính, duy trì cho nó ổn định. Khi Đường Tam nghiên cứu Lam Ngân Hoàng thì phát hiện ra rằng âm dương nhị khí sẽ xuất hiện trong công kích của hắn, cho nên không gian truyền tống vào cơ thể mãnh mã yêu tộc chính là âm dương nhị khí. Tên mãnh mã yêu tộc không có nhiều thủ đoạn như Đường Tam, có thể dùng vận khí cùng Lam Ngân Hoàng cường ép cân bằng hai khí này, cho nên bây giờ chúng đang tàn phá trong trái tim của hắn. Mặc dù hai khí này không quá mạnh, nhưng bản thân đều là thuộc tính cực hạn. Nếu tác dụng ở chỗ khác, dựa vào lực lượng phòng ngự cực đại, tên mãnh mã yêu tộc có thể chịu được, nhưng tác dụng lại ở trái tim thì ảnh hưởng rất lớn. Cho nên một trưởng nhẹ nhàng kia được hắn mệnh danh là Khổng Tước Sư Hổ Âm Sương Trưởng. Nói đơn giản thì là tam biến trưởng, một trưởng quỷ tụ tam biến.
Âm dương nhị khí này, Đường Tam mới chỉ nắm giữ sơ bộ, uy năng của lạc ấn cũng không quá mạnh, nhưng ba loại huyết mạch chi lực này đều điển hình, đúng nghĩa là huyết mạch cấp 1, phòng ngự của mãnh mã yêu tộc xác thực rất cường đại, đổi lại là yêu tộc phổ thông khác. Nếu chúng trưởng này của Đường Tam không cần thêm âm dương nhị khí, đơn thuần bị sư hổ kim cường bá đạo xâm nhập cơ thể đã làm đối thủ phải chết. Đường Tam không có thừa cơ truy kích, một trường vừa rồi cũng làm cho hắn tiêu hao không nhỏ. Âm dương nhị khí khi mà bởi vì vận chuyển một bộ phận nên mất cân bằng, hắn nhất định phải ổn định lại nó. Chiến đấu hôm nay không có khả năng lại sử dụng âm dương nhị khí. Lúc trước hắn hấp thu âm dương nhị khí có hạn, mặc dù bây giờ nó tự động hấp thu khí tức âm dương trong không khí, nhưng trong thiên địa linh khí chí dương chí cường cùng với chí âm chí nhu không có nhiều, muốn tăng lên cũng rất chậm. Với tình huống trước mắt, một ngày có thể sử dụng một lần tam biến trưởng đã rất không tồi, nhưng mà trận chiến ngày hôm nay, một trường này là đủ rồi. Đường Tam chắp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn tên mãnh mã yêu tổng trước mặt, hắn cũng muốn xem với phòng ngự siêu cường của đối phương thì có thể tiếp tục chiến đấu hay không. Leng keng, một âm thanh trọng chỉ rơi xuống đất, sau đó là âm thanh còn lại. Tên mãnh mã yêu tộc ôm trái tim, quỳ một chân trên mặt đất thở hổn hển, màu ám kim như ẩn như hiện, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi không ngừng tuôn ra. Sự thay đổi đột ngột này lập tức làm toàn trường yên tĩnh lại. Tên mãnh ma yêu tộc ngồi xuống, thân hình vẫn cao lớn hơn Đường Tam, nhưng giờ khắc này trong mắt tất cả mọi người xem, nhân loại nhỏ nhỏ không gì đáng chú ý này lại cao thầm khó lường như vậy. Làm sao có thể, vừa đối mặt đã làm tên mãnh ma yêu tộc mất đi sức chiến đấu, mãnh ma yêu tộc không phải là nhân tuyển hàng đầu sao? Đúng lúc này Đường Tam đóng, hắn phi tốc phóng tới tên mãnh ma yêu tộc, hắn cũng cảm thấy Đường Tam đến, trong tiềm thức mở hai tay ra chụp tới Đường Tam, nhưng ngực lại truyền đến một cơn đau kịch liệt, âm dương nhị khí kích thích mạnh mẽ làm trái tim của hắn như bị vặn lại, lực lượng đã biến mất. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung mộ, đi qua cánh tay trắng kết của hắn, đến trước mặt tên mãnh ma yêu tộc, tay phải ấn sẵn lên trán, dùng tinh thần lực lượng truyền âm vào lỗ tai đối phương. Nhận thua đi, ta cảm nhận được lòng bàn tay ổn định mà lạnh như băng kia. Tên mãnh ma yêu tộc ngẩng đầu lên, nhìn Đường Tam bằng ánh mắt không cam lòng nhưng rất nhanh hắn đã sợ hãi. Đối phương có thể truyền lực lượng vào trái tim hắn, chẳng lẽ không thể truyền vào đại não hắn sao? Lực lượng cổ quái kia đều tiến vào trong đại não, hắn nhất định là sẽ chết không phải sao? Ta nhận thua, tên mãnh ma yêu tộc gục đầu xuống nói. Tổ 3 số 6 chiến thắng, trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc. Đây là kết quả không ai dự định trước được, nhân loại yếu đuối vậy mà có thể chiến thắng mãnh mã yêu tộc cường đại. Đây là một chuyện đáng kinh ngạc cỡ nào, nhưng mà sự thật bày ra trước mắt, trừ phi tên mãnh mã yêu tộc này giả vờ cố ý thua, nếu không thì nhân loại này có được lực lượng gì? Đường Tam kỳ thật không muốn chiến thắng đối thủ nhanh như vậy, quá gây chú ý, nhưng hắn không còn cách nào. Tên mãnh mã yêu tộc này thực sự là có năng lực khiêu chiến cường giả cấp độ yêu vương, hơn nữa đối phương có lực lượng phòng ngự siêu cường, muốn chiến thắng đối thủ thì nhất định là phải thắng bất ngờ, và hắn chỉ có một cơ hội đó. Nếu không thành công với thực lực hiện tại của hắn, trừ phi là dẫn động thần thức, bằng không căn bản không có khả năng chiến thắng. Giữa huy động thần thức cùng với thắng nhanh, hắn khẳng định là sẽ lựa chọn phương pháp sau, ít nhất không có người nào nhìn ra được năng lực của hắn là gì. Đường Đông, ta giúp người trị liệu, Đường Tam trầm giọng nói. Nói xong, tay phải của hắn chuyển từ trái sang bên phải bả vai, huyền thiên cùng vận chuyển lạc ấn Lam Nguyên Hoàng cùng với khổng tước biến đồng thời vận chuyển. Hắn phải làm như vậy, nếu không có khổng tước biến, hắn không thể nào xuyên thấu qua thân thể của đối phương mà ảnh hưởng đến nội tạng. Âm dương nhị khí xung quanh trái tim tên mãnh mã yêu tộc cuối cùng cũng đã được rút ra, trở lại trong cơ thể của Đường Tam. Cũng không phải Đường Tam tốt với yêu quái mà là trị liệu cho đối thủ, hắn chỉ muốn thu hồi lại âm dương nhị khí quý giá của mình, khôi phục lại tam biến trưởng, đồng thời không muốn để lại dấu vết, tránh cho người khác thăm dò năng lực của mình. Không bị âm dương nhị khí ảnh hưởng, thân thể của tên mãnh mã yêu tộc trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường, trái tim hữu lực vận chuyển huyết mạch chi lực, năng lực hành động cũng được khôi phục, chứ bên ngoài có vẻ hơi suy yếu thì là không có vấn đề gì lớn. Ngươi có thể nói cho ta biết năng lực vừa rồi là gì hay không? Tên mãnh mã yêu tổng chậm rãi đứng người lên, thu hồi lại đổi trọng trì của mình. Đường Tam nhún vai rồi nói, không thể trả lời. Nói xong thì Đường Tam liền xoay người rời đi. Vừa rồi thì hắn có thể giải thích được một trường kia cũng là hắn vừa mới nghĩ ra. Chỗ cường đại nhất của hắn là có được nhiều loại huyết mạch, mà kết hợp chúng như thế nào là điều quan trọng nhất để đề cao sức mạnh chiến đấu.
Đồng thời ở trong trận đấu không thể nào bị cường giả quan chiến nhận ra mánh khóe, thậm chí không thể để đối thủ phát hiện ra chuyện gì. Chuyện này cần che giấu trình độ lớn, hắn làm sao có thể giải thích cho tên mãnh ma yêu tộc chứ? Tên mãnh ma yêu tộc đuổi theo hắn trên mặt lộ ra nụ cười buồn. Ta gọi là Mao Văn Võ, ngươi tên là gì? Trước khi tranh tài hắn không giới thiệu tên của mình, nhưng hiện tại hắn thua, hắn cho rằng nhân loại trước mắt này có tư cách biết tên của mình. Tu La, Đường Tam cũng nói ra tên của mình. Khán giả xôn xao, hư thanh liên tiếp vang lên. Trận chiến này quá kỳ quái. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn người cũng lên tiếng làm cả quảng trường tổ đình trở lên trên cực kỳ ổn định.